Có thả quả phát đây không nhỉ? Chuyển lại. Vì thả là một thả thả quả chí mạng anh em này. Mẹ dùng quả này chí mạng này. Mẹ dùng quả này mới đau này. Quả này 2 tiếng nhá, siêu trộm lưng cao. Ok, mẹ bọn 93 này. Có thêm phát nữa. Ui, siêu trộm lưng cao. Mẹ giữ hàng anh em ạ. Cho thêm phát nữa đi. Ơi, để bọn chó chết. Bọn 93. Bọn 93 chết với ông mày. 2 tiếng anh em, ok. 2 tiếng ở lại đây. 2 tiếng ở lại đây giữ giữ vị trí này cho anh em 1365 đẩy, ok. Đây là quà Giáng sinh em ạ. Đây là quà Giáng sinh của Tyler Bùi cho 1093 anh em nhá. Mẹ giữ 3 món quà lại đấy. Giữ 3 món quà Giáng sinh lại cho anh em 1093 nhá. Anh em thế nào anh em? Tyler Bùi tặng 3 quả. Nghe nói anh fan 93. Ô, bọn này đánh được mình à? Ô, siêu trộm đánh được ở công này. Ô, sao lại ô, sao siêu trộm của tôi mà lại đánh được không công ơi? Ô, siêu trộm của tôi mà nó lại đánh được chứ, là tặng quà chúng nó à? Adu. Sao ngày xưa đâu đánh được đâu anh em nhỉ? Ngày xưa trộm đồ, ơ đi mẹ, ngày xưa trộm mình phải tự đánh mà nhỉ? Thôi, địt mẹ chết rồi, tặng quà cho 93 lấy. Đúng là fan hâm mộ anh em. Cay thế nhỉ, mẹ bọn 93 này. Cay quá, bị cướp quà anh em, biết thế giữ lại cho ạc chính cho xong. Ngày xưa chỉ có ạc chính mới được, mới đánh được thôi mà nhỉ. Đúng là quà Giáng sinh, quà thật. Lầm anh em ạ, sai lầm. Sai lầm đời tôi anh em ơi. Sai lầm đời tôi. Sai lầm cuộc đời tôi thôi, tôi thả lại con lại cũng được anh em, ok. Tôi spam mấy con lô hà cũng được, không sao cả. Đây. Đây. Anh em 1818 đi đâu rồi? Anh em 18 đang đốt cờ này. 93 phải rút quân lại rồi. Ai mới là gián điệp à? sai lầm lớn nhất của Quang mà mang trong cuộc đời à? Ở hóa ra bao lai bay bay là gián điệp cho 93 cài vào. Anh em tôi nhầm anh em. Ngày xưa tôi rõ ràng mấy con đấy là mình phải tự đánh cơ mà nhỉ. Ngày xưa mấy con mấy mấy con đấy là của mình, là mình tự đánh anh em nhỉ. Người tính không bằng trời tính. Họ Đặng là thay mặt 93 cảm ơn bay bay cúng tài nguyên.